坎坷，从天大树永远数不清。不去了，嘿，好，不去了，嘿嘿。躲过食人花攻击，可惜一碗灯也有戏。不去了，嘿，好，不去了，嘿嘿。快旋转吧，闪电耳旁响起，大象的耳朵下一起比喻食人鱼，打造着不畏惧。一起唱着狂想曲。豆丁，干丁，干净一点。一对两对三对，早起的蚂蚁把我叫醒。不去了，嘿，好，不去了，嘿嘿。大漠不散的香，鳄鱼是我的滑滑梯。不去了，嘿，好，不去了，山不冲出去。饺子充满动力，蝴蝶的海洋是我的双翼，彩虹里乘着风朝天际，再次唱着狂想曲。về nơi quan giả tập 63 hàng quái vật. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Cậu đừng kêu nữa, sẽ không có ai tới cứu cậu đâu. Cứu tôi với. Đứng lại, đừng đuổi theo nữa, đừng chạy. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi. Xem ra lại cần đại sư Bồ Nông ra tay rồi. Cậu đứng lại cho tôi. Cứu tôi với. Thứ gì vậy? Nếu muốn bắt nạt kẻ khác trong khu rừng này thì phải vượt qua cửa ải của ta đi. Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Xem ra lại cần đại sư Bồ Nông ra tay rồi. Cứu tôi với. Cứu tôi. Đại sư Bồ Nông, vậy sau đó con quái vật đó thế nào? Sau đó con quái vật đã bị ta đánh bại. Nó cảm thấy rất xấu hổ, cứ trốn trong hang động, không dám ra ngoài nữa. Đại sư Bồ Nông, ngài thật là giỏi, không khác gì nhà thám hiểm. Giỏi quá. Nhưng một hôm đã xảy ra một chuyện còn đáng sợ hơn. Chuyện còn đáng sợ hơn? Còn có chuyện đáng sợ hơn sao? Đại sư, rốt cuộc là có chuyện gì đáng sợ? Chuyện này chính là... chính là... thôi bỏ đi, để mai ta kể nốt. Bamboo không có ở đây thật là tốt. Những thứ này đều là của mình. Thì ra là quái vật ở đó. Quái vật, xem ta đây. Cứu tôi với. Ricky, sao lại là cậu vậy? Tôi còn tưởng là quái vật nữa. Bamboo, không ngoan ngoãn làm nhà thám hiểm, còn đánh quái vật gì chứ? Đúng rồi, tôi là nhà thám hiểm mà. Ricky,
Hang động mà đại sư nói đó. Làm gì? Đừng có mơ, tôi sẽ không đi cùng cậu đâu. Cậu muốn thì đi một mình, đừng kéo tôi theo. Nhưng chúng ta là bạn đồng hành mà. Đừng mà, tôi không muốn tới hang động đâu. Hang động sao? Không ổn. Cậu vào trước đi. Đừng có đẩy tôi. Đừng có đẩy tôi. Là cậu muốn đến mà. Cậu bước vào đi. Đừng có đẩy tôi. Đừng có đẩy tôi. Tối thật đó. Đợi tôi với. Lạnh chết mất. Quái vật ở đâu nhỉ? Quái vật, mau ra đây. Đồ ngốc, cậu hét to như thế để làm gì chứ? Giờ ổn rồi, quái vật đến thật rồi. Giờ chúng ta chạy trốn mau lên. Tôi là một nhà thám hiểm, chút nguy hiểm này có đáng là gì? Vậy thì tôi đi đây. Dù sao tôi cũng không phải là nhà thám hiểm. Ricky, Ricky, tôi biết là cậu sẽ không bỏ rơi tôi mà. Thật hết cách với cậu. Hai chúng ta đồng lòng sẽ không có việc gì khó cả. Đi nào. Vừa rồi là quái vật sao? Tới đi, ta không sợ ngươi đâu. Mau thả tôi xuống, mau thả tôi xuống. Chúng ta là bạn đồng hành, phải đoàn kết. Có kiểu bạn đồng hành với cậu sao? Thôi được rồi, tiếp tục tiến lên. Bambo. Bambo, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Tôi còn muốn hỏi cậu đó. Bambo, cái gì đấy? Chạy mau lên, đợi tôi với. Ricky, 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 cậu ở đâu vậy? Ricky, nguy rồi, không phải Ricky đã bị quái vật. Bambo, mau tới cứu tôi với. Không thể nào, Ricky không thể xảy ra chuyện được. Cậu phải kiên trì đó, tôi nhất định sẽ cứu cậu. Quái vật, ta không sợ ngươi đâu. Đại sư Bồ Nông có thể đánh bại ngươi. Bambo ta cũng có thể. Ricky, cậu ở đâu vậy? Ricky, tốt quá rồi. Cuối cùng tôi đã tìm thấy cậu rồi. Nguy rồi. Quái vật định ăn thịt Ricky. Dừng tay. Ta không để ngươi làm hại Ricky đâu. Đại sư Bồ Nông, sao lại là ngài chứ? Bambo, cậu đã nhìn thấy rồi hả? Ý ông là đúng vậy. Căn bản không có quái vật gì cả. Tất cả những việc này đều là do tôi bày ra. Bambo, có phải cậu rất thất vọng về đại sư Bồ Nông không?
Trí nhớ của tôi rất mơ hồ. Tuy tôi có quá khứ lẫy lừng, nhưng bây giờ cậu cũng nhìn thấy đó. Tôi chỉ có thể dựa vào những trò này để đánh lừa các cậu. Tôi không muốn quỷ hoại hình tượng của tôi trong mắt các cậu, cho nên mới quay lại hang động, nghĩ cách để dọa các cậu. Tôi đúng là hồ đồ rồi. Đại sư Bồ Nông, tuy trí nhớ của ngài không tốt, nhưng đúng là ngài được mọi người ngưỡng mộ. Hãy nhớ rằng, cho dù xảy ra chuyện gì, ngài mãi mãi là đại sư Bồ Nông mà chúng tôi kính trọng. Cảm ơn Bambo. Không có gì đâu. Quái vật, có quái vật. Vừa nãy bên kia có quái vật. Đại sư Bồ Nông, sao ngài cũng ở đây? Chuyện này... Đại sư Bồ Nông tới giúp chúng ta tiêu diệt quái vật. Cậu không biết à? Vừa rồi đại sư ghê gớm lắm, đánh cho quái vật tan tác bỏ chạy rồi. Đại sư Bồ Nông đúng là tài giỏi. Mà kể chuyện đánh quái vật cho chúng tôi đi. Được rồi, về nhà rồi tôi kể cho cậu nghe. Đi thôi.